View ra hồ luôn. 30 đô. Qua nó tính 1.500 đúng không? 1.500. Mình tính là 600 đó. Đưa anh đi thi vô trả 1/3. 600. Lê Xuân chứ. Nó ruột chạy á. Bữa phải cái chợ hôm qua không vậy? Cái nhóm phải. Qua mới qua cái gì gặp bạn của Lê Xuân. Ở đây trái lê là giống đó, như lê Hàn Quốc rồi. Chỗ mình băng qua mình ăn đâu anh Phương? Dạ. Chỗ mình băng qua mình ăn đâu anh? Phạm chú. Trái đó ngoài trái lê không? Giống lê. Thế nào biết mình tay phải mình nào. Ủa bên hồ phải mình nè. Bên hồ. Nè bô hao sao quá trời. Đó, hồ này chỗ mình ăn qua qua đối diện. Vậy tối nay là La San đó không? Dạ. Nhưng mà anh coi em trong đó em thấy có khách sạn mà sống ở trong đó ta không bằng hả? Trong đó là trong nào? Ở trong chỗ La San đó em thấy có mấy khách sạn trong núi đó, mountain đó. Bây giờ thử vào có. Chúng mình đậu ấy. Ba mấy khách sạn anh Phương nó nhìn nó nhìn bèo nhèo quá. Bèo nhèo ẩm mốc nữa. Tại mình chưa vô trong phải không? Phải chi nó đứng có nhỏ nào đứng trước quá quách ráng vô. Thôi ở ngoài. Đó, qua mình chua hẻm ừ, cái chỗ đồ ăn đêm nè. Đâu? Đó. Ok, tối rồi đấy, tối đi ra đây đi. Có market không, market không? Ở gần đây, hotel quá rồi nè. Tối rồi đó ăn. Rồi, hotel đây được chưa? Đây có hotel không? Mới có số 3 à. Nè, vô bà ra đây không? Sẽ một bà ra đây là thế nãy rồi đó.